Ra vua cha đã cho gọi ta làm gì không biết, ăn sáng còn chưa xong đã phải đi gặp người thế này. Nhưng mà cũng may là ta có mang theo ít bánh, phải ăn ngay chứ không thì không đủ sức để gặp người được. Ngon tuyệt, ngon quá. Kìa công chúa ơi, chúng ta đang đi giữa hoàng cung, công chúa phải biết tiết chế để giữ hình tượng chứ, à lại vừa đi vừa ăn như thế bao giờ. Ta chỉ cần quan tâm đến cái dạ dày của mình là đã mệt lắm rồi, đâu còn sức mà quan tâm đến gì nữa. Mặc kệ ta, dù gì thì cũng phải ăn, có thực mới vực được đạo, ngươi biết chưa? Bảo sao mà công chúa béo thế, thật là hết nói mà. Vua cha. Ôi trời đất ơi, xem cái bộ dạng của con kìa, sao con có thể làm ta mất mặt như thế cơ chứ? Lần nào ta gặp, không thấy con ngủ thì cũng thấy con ăn. Không ăn ở trong nhà thì ăn ở ngoài, không ngủ trong phòng thì ngủ dưới gốc cây. Thế có phải là một bộ mặt của công chúa nên có không? Vua cha, xin người đừng giận. Chẳng phải dù người gặp con lúc nào cũng thấy con đang rất vui vẻ đấy sao? Cuộc sống thì phải luôn có niềm vui như thế chứ ạ. Mà niềm vui của con cũng chỉ gọn gàng trong việc ăn và ngủ thôi. Đường đường là công chúa một đất nước, con không chỉ có niềm vui trong ăn và ngủ như thế được. Việc đó càng ngày càng khiến con trông thật thảm hại. Vì thế, từ giờ ta sẽ không nhắm mắt cho qua nữa đâu. Không cần cha phải nhắm mắt cho qua mà, cha cứ mở mắt rồi cho qua cũng được. Còn dám nói nhăng quậy trước mặt ta, người đâu? Vua cha cho người bắt con sao? Không, không. Dạ, có chúng thần. Thế mà cha cứ làm con hết hồn, con lại cứ tưởng cha cho lính bắt con tới nơi rồi, hóa ra lại là đám nhóc này. Với con, ta chỉ cần những người lính nhỏ này là được. Mấy đứa nhóc này thì làm được gì chứ ạ? Hồng Xiêm, mau nói cho công chúa biết chuyện mà các ngươi đã đề xuất với ta. Tuân lệnh. Chuyện gì cơ? Dạ bẩm công chúa, chẳng là sau khi được đức vua chia sẻ cũng như tận mắt thấy được tình trạng của công chúa, thần cho rằng lúc này công chúa cần phải rèn luyện qua một khóa huấn luyện. Huấn với trả luyện cái gì, ta tự luyện là được rồi. Dạ, từ mai khóa huấn luyện sẽ chính thức bắt đầu ở Đông Cung, xin công chúa hợp tác hoàn thành khóa huấn luyện một cách tốt đẹp nhất ạ. Công chúa, con cũng đang nghe rõ rồi đấy. Cha đã giao cho Hồng Xiêm và các bạn của Hồng Xiêm giúp đỡ, kèm cặp cho con hoàn thành khóa huấn luyện. Ôi không, cha ơi, con tự dưng lại bận rồi, con xin phép đi trước. Chuyện này coi như con chưa nghe thấy gì ạ. Đứng lại, từ ngày mai, con nhất định phải tham gia khóa huấn luyện và phải hoàn thành được khóa huấn luyện này. Nếu không, ta sẽ cắt giảm chế độ ăn uống, đồng thời giao việc cho con làm hàng ngày. Con không thể cứ làm biếng mãi được. Không, xin vua cha đừng đối xử với con như vậy. Tại sao mọi người lại không thích người làm biếng nhỉ? Họ có làm gì đâu. Ta cũng hết cách rồi. Một là con hoàn thành khóa huấn luyện và sẽ được sống cuộc sống như ý muốn. Con hãy cố gắng rèn luyện đi. Ta tin Hồng Xiêm và các bạn sẽ giúp con thành công. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng, con biết không? Ôi, gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Vậy mực và đen gần nhau thì sẽ sáng hay đen vậy cha? Tóm lại là con phải hoàn thành khóa huấn luyện, con nhớ chưa? Thế thì con sẽ hoàn thành khóa huấn luyện sớm ạ. Công chúa nói rồi đấy nhá, nhất định phải hoàn thành khóa huấn luyện dù có khó khăn thử thách gì nhá. Công chúa yên tâm, khóa huấn luyện này sẽ rất vui đấy ạ. Không phải nói nhiều, đến các người còn vượt qua khóa huấn luyện đó được thì ta to gấp 3 lần các người, chẳng nhẽ không vượt qua. Đừng vội coi thường ta. Vâng thưa công chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành khóa huấn luyện thật vui ạ. Đúng đấy, chúng thần rất hào hức ạ. Mới sáng sớm người ra đã đi
Ta còn chưa ăn sáng cơ mà. Chúng ta sẽ chạy thể dục buổi sáng 5 vòng rồi mới ăn sáng. Công chúa càng hoàn thành sớm thì càng sớm được ăn sáng ạ. Hả? Cái gì? Chạy gì mà 5 vòng? Chạy 5 vòng quanh Đông Cung đấy ạ. Bắt đầu thôi. Không, ta muốn ngủ. Ôi, bánh nóng thơm ngon quá. Công nhận đấy, chạy tập thể dục xong ăn sáng ngon miệng thật. Trứng ngon quá. Này Hồng Xiêm, sinh nhật của con gà là ngày nó sinh ra hay ngày nó nở nhở? Thôi, cậu ăn đi cho tớ nhở, hỏi mấy câu rắc rối quá. Đến giờ ăn sáng rồi sao? Cho ta ăn với. Vì công chúa không chạy tập thể dục buổi sáng nên sẽ không được ăn sáng ạ. Cái gì? Đây là điều luật trong khóa huấn luyện rồi, thần cũng chịu thôi. Sắp tới đến giờ đi bơi, nếu không hoàn thành buổi tập thì cũng sẽ không được ăn trưa đâu ạ. Chuyện gì thế này? Cứ tập với tập suốt là sao? Công chúa đã đồng ý tham gia thì phải nghiêm chỉnh chấp hành chứ. Đúng vậy, chẳng phải công chúa đã nói người to gấp 3 lần chúng thần thì kiểu gì cũng hoàn thành cơ mà. Thôi, chúng thần phải chuẩn bị đi bơi đây. Đúng đấy, sau đó chúng thần sẽ ăn trưa. Không biết trưa có món gì ngon nhỉ? Đơn giản. Bơi thì bơi, sợ gì? Công chúa cố lên, cố lên. Công chúa cố lên, cố lên. À, tới giờ cơm rồi, đi ăn thôi. Ừ, đi đi. Đợi ta với, đợi ta với. À, công chúa đến rồi. Nhưng cái gì? Ta đã đi bơi rồi, sao vẫn không có đồ ăn? À, vì đồ ăn hạn chế nên đến giờ ăn, ai đến muộn sẽ không còn đồ ăn nữa. Công chúa, thần đã để phần lại cho người một ít thức ăn. Đến khóa huấn luyện buổi chiều cũng như các ngày sau, công chúa hãy cố gắng hoàn thành đúng thời gian để có mặt đúng giờ ăn thì sẽ được ăn đầy đủ hơn ạ. Ta biết rồi. Từ giờ ta sẽ cố gắng hơn là được chứ gì. Mười tám, mười chín, hai mươi. Ôi trời ơi, mệt chết đi mất. Không thể chịu nổi được nữa. Cứ tập thế này thì mình chết mất. Ăn uống thì ít, suốt ngày tập luyện. Phải nghĩ cách trốn khỏi đây thôi. Nhân dịp mấy đứa Hồng Diễm không để ý, phải chuồn nhanh thôi. Ôi giời ạ, à, ai thế? Này này ông cụ, ông chắc ở đây lâu rồi nên biết đường ra phải không? Mau chỉ chỗ cho ta ra khỏi đây mau lên. Trốn khỏi đây à? Thôi, tốt nhất là cô nên từ bỏ ý định đó đi. Không được, ta nhất định phải trốn khỏi đây. Ta không chịu được thêm một chút nào nữa đâu. Vô ích thôi, không thể trốn khỏi đây được. Chỉ khi nào cô hoàn thành khóa huấn luyện thì mới được ra. Ta vào năm 10 tuổi, đến nay đã 80 tuổi, tính ra 70 năm qua chưa hoàn thành được, nên không thể ra ngoài đây. Hả? Chẳng nhẽ mình cũng hết đường rồi sao? Thôi, dù sao thời gian qua mình cũng đã cố gắng rồi. Đành cố gắng thêm để hoàn thành khóa huấn luyện vậy. Mình không muốn ở đây đến 80 tuổi. Bài kiểm tra cuối cùng là nhảy dây. Công chúa cần nhảy được 100 cái. Chín bảy, chín tám, chín chín, 100. Đã xong. Công chúa đã hoàn thành. Hoan hô! Yeah! Vậy là công chúa đã hoàn thành cả rồi. Tốt lắm. Vậy là con đã hoàn thành khóa huấn luyện rất xuất sắc. Từ giờ, con có thể trở về cuộc sống bình thường trước đây. Cảm ơn vua cha. Vua cha yên tâm. Sau khóa học, con cũng thấy mình thay đổi rất nhiều. Từ giờ con sẽ chăm tập thể dục để giữ sức khỏe và không ăn nhiều nữa đâu ạ. À, chắc hẳn công chúa nói câu hỏi hôm... Thần tin công chúa sẽ làm được. Công chúa phải cố giảm cân và vận động đi. Không thì xoài không thích đâu. Vì xoài thích người gầy cơ. Bơi thì bơi,
Yeah, tuyệt vời! Hoan hô công chúa! Hoan hô công chúa! Hoan hô công chúa!